Xin biên chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Viết Phú. Thì hôm nay em có đi đến chỗ bạn em ở chỗ quán xa, có một số cái đồ quay cho các anh chị cô chú cùng tham khảo xem. Thì đây có mấy con loa bow thôi, Onkyo. Đây có một con Onkyo SRK305 1997 à, con này đẹp nhỉ. Còn là made in Malaysia, nhà máy Malaysia. Còn trong bọc một túi bóng đẹp thế. Trong kia cái đây một cái, giá tầm 1,1 triệu. Một cái tầm hơn cân đấy. Thì nói chung về Việt Nam chưa đến 2 triệu. Cả ship bên này luôn. Loa này là loa highway. Và có 3 loa. Ồ. Đâu một cái nữa, trong góc kia một cái nữa. Highway 3 loa. Đây thì mắc là 50W. Con này nhỏ này chắc là anh em ở Việt Nam mình cũng ít chơi mấy nhỉ. Con này còn đôi BVK DM600S3 và giá là 4,6 triệu gì đấy. Và anh 3 tháng này 25mm à? Gì? 5mm là cái gì đây nhỉ? 25mm 88 decibel xuất lực, 113mm là về ngang, không phải 130mm à, bên này nặng lắm, không quay được cho bác xem. Hơi tiếc, con này vẫn bọc trong túi bóng là đẹp. Có hai ông em lên đây thì ông ấy đỡ cho, nhưng mà đang xem dưới tầng dưới nên một tay em quay không đỡ được cho bác để xem. Bên cạnh đây là một lo bầu 121, con này rẻ thế. Dưới chỗ em bán một man 3200 mà con này có một man 1, chứng tỏ là nó rẻ hơn được tầm 400 nghìn rồi, 500 nghìn nơi rồi. Con này thì sản xuất tại Mỹ, USA. Còn bọc túi bóng này đẹp lắm, con này rất là đẹp, vẫn đẹp như các đôi đẹp khác thôi, nhưng mà không hiểu sao nó lại rẻ hơn được tầm 400-500 nghìn. Hơn 2 cm, nó mắc 11,5 cm, công suất tối đa 160W và cái điện trở 6 ohm. Có thể nói là công suất khủng trong một loa lời như thế này. Một đôi nha các bác, không phải một cái đâu, trong này có một cái nữa đấy. Nhưng mà công nhận là nó rẻ, sẽ quay lên. Đây cái lóa, cái bọc bóng này hơi lóa. Đây, quay. Nó đẹp đấy chứ. Bên này là cũng một con 121V Series 5 này. Nhưng mà cái con này là dòng lóa đứng. Con bên vừa rồi là dòng lóa nằm. Thì về cơ bản là cái công suất cũng như là cái thông số kỹ thuật nó tương đương nhau thôi. Chỉ có khác một cái là bên thằng đứng và bên thằng nằm thôi. Con này thì, nhưng mà thằng đứng này thì giá nó là đắt gấp đôi thằng nằm cơ. Thằng nằm này, thằng đứng này thì vẫn là 11,5 cm và 160W, 88 decibel. Thì nói chung là công suất là như nhau, nhưng tuy nhiên giá nó gấp đôi, 4,5 triệu hơn đấy. Một đôi như vậy, đắt thật. Không nhận là giờ em dạy cái này nó bán đôi đắt như vậy luôn. Bên này thì có gì? Felista, ồ đắt thế, con này đẹp thật, đắt 10, con này giá 15 triệu, con này gỗ thông, rất là đẹp, 2 đường tiếu, 25W, 8 ohm. Bên đây là JBL 4401, có giá 4,4 triệu, tầm hơn 9 triệu đồng, con này thì một cái nó chắc là tầm 3 cân, nhà hai cái 6 cân, nói chung tiền vận chuyển nó mất 1,5 triệu, 2 triệu gì đấy cả ship bên này. Con này sản xuất 982 nha ba. JBL này thì là made in USA thôi. 60W. Và loa highway. Hai speaker một đôi. Nó bọc cái này thì em không tháo căng cho bác xem được. Rất là đẹp. Bên gỗ này rất là đẹp chứ. Bên cạnh đây là cũng có JBL nữa, Infinity JBL 216 Pro. Con này chữ JBL to thế. Vẫn bọc và tôi bảo người đưa đi bán rất là cẩn thận. Vậy thì rất là đẹp. Giá là 16,500, 19 sản xuất 1985, giá tương đương khoảng tầm 3,5 triệu. Bát 16,5 cm. Và công suất là 60W, điện trở 8 ohm. À,
hơi chật nên không quay được, quay nó đổ máy cây này thì chết dở. Đây bên cạnh đây là một con đền nông SC210 có giá là 4,4 cm và rẻ nhỉ, 900.000 một đôi này, loa hai quay, một công suất là 120W, 90 decibel và 6 ohm. Rồi đó là đẹp. Đấy, con này thì nó cũ hơn mấy con này, nhưng gỗ của nó cũng còn rất đẹp. Bên này thì Infinity này cũng có một con Infinity cỡ nhỏ 75W 6 ohm, không như mấy con loa to đùng của Infinity. Infinity cũng là một dòng loa Mỹ được có tiếng tăm về cái chất âm thanh. Còn dưới này thì có con là đặc sắc để quay cho bác, có đôi tiếc này có giá 1,5 triệu một đôi, hơn một chút, 70W, 85 decibel đối với 4 ohm. Rồi, quay bên hông cho bác xem. Tiếc Corporation Made in China. Thôi, ở Nam mình gì thì không biết, chứ có Made in China vậy là lắc đầu đã, không còn biết. Bên này thì Diatone to thế. Đây là một đôi Diatone DS 35B1K2 80W, sạc lực là dòng loa 3 way. Và bass của nó là bass 30, à bass 25. Bass 25 nha bác. Còn khá đẹp và gỗ hồi còn khá đẹp, tuy nhiên thì dòng cũng đã cũ nên là nó không thể tránh được một số cái vết xước và vết bẩn. Đấy. Năm nay bắt lòng trong là 25-30 nơi à. Diatone ba quay. Đây công suất của nó là 80W tới 6 ohm. Nhập lực và 35Hz đến 20kHz. Đây bên này là một con JBL Control. Hôm trước có một bác hỏi em JBL Control này, JBL Control 5 có một cái thôi, bán 2,3 triệu. Và phần tư báo con này các bạn như là đang rất là mới, 23 tháng, công suất là 180W, khủng đấy. Rồi bên đây 92 decibel và 5 ohm điện trở. Trên này thì có một đôi loa bầu 101 mm, có cái ai căng là bằng kim loại. 101 này thì có loại là bằng kim loại, có loại bằng căng nhựa nha bác. Nói chung 101 này rất nhiều cái mã của nó. Con này thì giá chung thôi, bằng như ở dưới chỗ em vẫn bán 1,1, 2,3. Còn Ramsa thì mình không thấy chơi loa Ramsa mấy nhỉ. Chỉ có cục đẩy Ramsa thì cũng có tiếng, nhưng mà loa Ramsa thì không thấy chơi mấy. Rồi vậy thì em chắc là cũng không quay. Đây có loa Chio thì gần đây cũng có một số bác có hỏi loa Chio. Chio này là một đôi này rất là đẹp này, vẫn bọc túi bóng rất là đẹp, bọc xung quanh đấy, bằng hồi gỗ nó đấy. Nó hơi lõa nên là có thể là không được rõ lắm, mình sẽ quay tiện gần hơn. Vì khi em đi thì em đi vừa đi chơi nên là đi quay nên là em chỉ mang điện thoại đi thôi, em không mang cái gimbal chống rung đi nên là nhiều lúc chất lượng hình ảnh nó không được được hoàn mỹ lắm, nên là cũng mong bác hết sức thông cảm. Đoạn nào muốn hơi giật thì các bác có thể là giảm tốc độ xem một chút để xem ủng hộ em. Em sẽ đi vào tiếp loa Chio LS500 này ạ. Con này thì còn 2,2 tầm 4,6 triệu đấy. Công suất là 160W 8 ohm. Điện trở 3 way, có 3 way, có 3 loa con trong. Nặng 15 cân một cái như thế này. Ui giời ơi, con này nó thông số rất là cụ thể luôn. 90 decibel. Đây là âm áp này. Đây là 91 decibel và tần số từ 35Hz đến 35kHz. Tần số dạ, tần số khá là khủng. Bên đây là một đôi JBL 4305. Nhiều bác hỏi JBL dòng 4305, 4301, 4302 nhưng mà giá của nó rất là cao, còn thêm vận chuyển về nữa thì nó là một cái rất là chát, nên là nhiều lúc nhiều bác hỏi thì không
không xem thì không được, nhưng mà xem rồi thì cũng rất là khó khăn trong cái việc mua bán vì giá cao em cũng rất là hiểu. Nhưng cái cước hiện tại là 230.000 một cân, công ty vận chuyển thu, chưa kể là một lượt chuyển từ chỗ em cho công ty vận chuyển nó rơi tầm 300.000, hơi 300.000 đối với một cái kích thước như vậy, một cái loa. Còn đôi loa thì nó mất tầm 600-700.000 một cái đôi như vậy nữa, tiền gửi từ đây xuống nên nó rất là đắt. Nhiều bác vào có thể là bác chưa tham khảo cái giá vận chuyển nên là các bác vào có trước có một ông bạn nào đấy xem kênh của em, còn đấy thì vào xem thông tin thì đang rất là trẻ thôi, trẻ hơn em ấy, tầm dưới 30, có comment là mày mẹ ăn trên một cân trên của người ta 230.000 ăn tham thế. Em nói thật luôn là những người chơi loa chơi đồ từ Nhật về hay trừ bất kỳ nước nào về mà phát biểu được những câu như vậy thì em nghĩ là chắc là những người mới tập tành vào để xem chơi chứ không phải là người chơi nữa. Chơi thì người ta có cái nhìn nhận nó khác và người ta có cái hiểu biết khác về việc vận chuyển. Thôi cái đấy là cái lặt vặt thôi. Con này JBL4305 này thì nó có giá là 6,6 tương tầm gần 14 triệu nha bác. Bát 20, 150 bát 6 ohm và 50 Hz cho đến 35 kHz tần số. Bọc xong rất đẹp này. Đấy. Ở bên này là một JBL4307. Hôm nay ở đây khá nhiều JBL. JBL4307 giá 11 man khoảng tầm 23 triệu. Sản xuất 2007, rất đẹp. 150W 6Ohm, 91dB, 45Hz cho đến 45kHz. Con này vẫn là một loa 3-way. Bát là rừng giờ và trên là tép trên này. Đấy. Một đôi, phía sau còn cả nữa. Bên này là một con Trio LS3000, đẹp đấy. Màu khá là lạ mắt, gỗ thông. Gỗ thông, cái màu của EK khá lạ mắt, khá là hấp dẫn, khá là đẹp. Đấy. Em sẽ lướt lên các bác cùng xem. 2 man 2 gần 4.6-4.7 gì đấy, khá là đắt. Sản xuất 1975, 40W, nhập lực 8 ohm, 40Hz đến 20kHz, 2-way. Đây này là một JBL N38, JBL N38 giá là 27.500. Con này to quá, thôi em lướt qua thôi chứ còn con này em chưa đâu. Đấy, giá nó thì khoảng hơn 5,5 triệu thôi, nhưng mà kích thước cái cân nặng nó cũng khá là căng, nên vận chuyển nó khá căng đấy. Đây thì mà Foster này trước có bác hỏi nhưng mà vẫn còn đây nha các bác. Bác nào có xem lại mà thấy cái này thì cần mua thì bảo em sẽ nhờ bạn lên mua cho. Còn là 1,5,5 triệu một cái, 1,5,5,5 triệu thì khoảng tương đương 1,2 triệu một đôi như vậy, hai cái loa vậy. Trong kia một cái nữa. Đấy, đây là mấy cái. Còn mấy con đeo tôn to đùng này thôi cho em không quay đâu, nó rất là khổ, nặng quá, 50 cân một cái. Bên này thì vẫn còn con Sony băng cối này, nó nằm đây. Trước có một anh nhờ lấy nhưng mà nó nặng quá, sau đấy anh bảo cần gấp về anh bên Nhật này thôi, nhưng mà cần gấp nên bạn em nó hôm đấy nó mưa gió nó không đi được, thôi anh bảo anh để anh mua con khác TC6900. Có giá là 4,4 khoảng tương đương 9 triệu Việt Nam đồng, rất là đẹp, hộp tủ giống long lanh luôn. Thôi em xin chấm dứt cái video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã ủng hộ em sang cái kênh Nhất Phú, và em có một cái kênh mới để em dự phòng trong trường hợp có vấn đề về thuật toán YouTube thay đổi, hoặc là có những trường hợp một số người chơi xấu mua báo cáo hoặc là ít like nhiều thì sẽ có vấn đề về kênh, em sẽ úp lên kênh mới thì em sẽ để cuối video này. Em cũng mong là tất cả các anh xem video thì ghé qua cho em một đăng ký hoặc là xem ủng hộ em một vài phút để em đủ thời gian và số lượt đăng ký để có thể nhiều người biết đến hơn. Em xin cảm ơn và chân thành gặp lại, hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.